Chào các bạn nha, hôm nay chia sẻ với bạn một cái ý tưởng rất là hay, một ứng dụng rất là tuyệt vời trên những cái lồng đèn này các bạn. Đây, những cái con lồng đèn này á, thì đa số mọi người dùng để chêm, để xiết bu lông các bạn, cho nó chắc chắn ha, và nó không bị lung lay. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện một cái ý tưởng rất là hay, ứng dụng rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ chia sẻ với bạn nha, để mọi người cùng tham khảo nhé các bạn. Ứng dụng của cái lồng đèn này, đó là mình sẽ dùng nó để cột dây các bạn. Dùng cái lồng đèn này cột dây, ví dụ như mình đi níu cái cây này. Cái cây này mình sẽ níu về. Nếu như thông thường mọi người sẽ cột á, là dùng quấn vào hoặc là dùng những dây cước này á, dây cước này. Cái cột dây để níu cây á các bạn thì dùng dây cước nó sẽ rất là bền, bởi vì á, nó sẽ chịu được cái thời tiết khắc nghiệt hơn. Còn nếu như mình dùng dây dù hoặc dây kia, một thời gian nó sẽ mục đi, nó rất là kém nha. Thì ứng dụng này nó sẽ dùng để níu cây chẳng hạn, hoặc là những cái công việc mà mình gắn ngoài trời, mình làm ngoài trời nha. Rồi bây giờ mình sẽ cột bằng dây cước lên cái cây. Nếu như cột dây cước bình thường nó sẽ làm hư dây cước nha các bạn. Đấy bạn, cột bình thường á thì mọi người ví dụ như cột kiểu này này. Sao mình gút kiểu này các bạn. Đây. Cột sao mình gút kiểu này đi á thì nó sẽ làm cong cái dây cước nha. Cong cái dây cước đi và nó sẽ làm hư dây cước. Còn cách của mình nó sẽ không hư dây cước, mình phải điều chỉnh nó dễ hơn nha. Mình sẽ làm cái này để cho cây nó dễ, nó không bị đau cây, mình sẽ quấn ăn hai vòng. Thì trước tiên á, cái cuốn này, cái cột này á thì các bạn sẽ cho hai cái lồng đèn vào trước này, cho hai lồng đèn xỏ vào đây nha. Lồng đèn thì nó bằng cái lỗ á, nó bằng gấp đôi sợi cước nha các bạn. Đây các bạn sẽ quấn vào đây, quấn một hai vòng như được. Bây giờ mình sẽ quấn hai vòng đi, đây quấn hai vòng nha. Rồi các bạn sẽ cho cái dây cước này nó đi ngược lên đây, đây nó sẽ xỏ lên đây ngược lại các bạn. Đây. Đó mình rút ngược lên lại nha. Đấy. Rồi, cái lồng đèn tiếp theo mình sẽ khóa vào đây thì nó sẽ rất là chắc luôn. Đây, như vậy nó sẽ rất là chắc nha, không bao giờ tuột nữa bạn, không bao giờ tuột được. Còn nếu như cái mình cột kiểu này nó sẽ không có làm hư dây cước, nó không bị gấp dây cước nha. Bây giờ muốn tăng đưa lên á thì mình sẽ mở này ra. Đây mình sẽ tăng đưa lên nha, tăng đưa dây cước các bạn xem này. Đây. Tăng rất là dễ nha, nó đỡ mất thời gian. Đấy mình tăng lên một xíu rồi đó. Đấy. Đây mình sẽ tăng đưa tiếp nhá, níu cây ra tăng đưa tiếp này các bạn. Mình tăng đưa tầng này đi. Đấy. Rồi rút dây cước lên lại. Nó sẽ giữ cố định luôn nhá. Rồi khóa nó lại thôi. Đó, rất là nhanh và rất là chắc nhá, không bao giờ bị tuột nhá các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Với cách này mình sẽ níu cây hoặc là cột ở ngoài trời cực kỳ chắc luôn. Đơn giản, chỉ dùng hai cái lồng đèn thôi, nó sẽ không hư dây và tuổi thọ rất là cao nha. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ để cùng biết. Chào các bạn nha.